Ngon quá. Thêm nước sốt nữa nha. Mình còn gặp bác sĩ ngay. Mang bé mèo lại đây. Em thấy không khỏe. Làm sao lại xảy ra chuyện này vậy? Không biết nữa. Lúc đó em không ở nhà. Em ấy sẽ ổn chứ? Chắc là vậy. Không bắt được mạch. Bơm khí đi. Cứu mèo của em với. Tim ngừng đập rồi. Ta cần máy khử rung tim. Ok. Oops, em không cố ý làm hỏng nó. Không có máy khử rung tim thì làm sao kích hoạt tim? Trái tim, phải ha? Các bạn, xin hãy giúp chúng mình cứu em mèo. Chúng mình cần những lượt thích. Làm ơn, hãy thích video này đi. Tuyệt, có thêm lượt thích rồi. Các bạn làm được mà. Sắp cứu được em ấy rồi. Cảm ơn nha. Em ổn chứ? Em ấy đã khỏe lại. Em đã trở lại như bình thường. Chưa đâu, phải lấy mũi tên ra đã. Chờ đã, là đồ giả. Chị tưởng em gặp nguy hiểm. Em muốn gây sự chú ý vì chị không chịu chơi với em nữa. Nhớ chơi với mèo của em ít nhất nửa tiếng mỗi ngày nha. Được rồi, chị sẽ chơi với em. Cảm ơn bác sĩ. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không, đừng là chuyện này. Sáng quá đi. Mình thành má cà rồng rồi hay gì? Bình tĩnh, mình vẫn ổn. Chỉ thành ma cà rồng thôi mà. Chào, cưng sẽ thành bữa trưa của anh. Là một má cà rồng. Không sao, mình vẫn là bác sĩ. Đây là trang phục Halloween thôi. Cứ tưởng mình sắp bị ăn thịt rồi chứ. Em gặp vấn đề gì à? Em không giảm cân được. Cùng tìm hiểu nguyên nhân nha. Anh nghe thấy tiếng động. Em có nghe gì đâu. Hình như anh biết có chuyện gì rồi. Anh giúp em được không? Được chứ. Vấn đề nằm ở đây. Xin lỗi nha, anh muốn tốt cho em thôi. Cái đó không phải của em. Nhìn anh có giống đàn tin không? Em không cưỡng lại được. Em cứ ăn không ngừng. Được rồi, anh sửa được. Lặp lại theo anh nha. Mình sẽ tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh. Mình sẽ tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh. Xong rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tạm biệt. Anh chỉ làm việc của mình thôi. Tạm biệt. Tiền boa của mình đây. Thèm máu quá đi. Mình có một ít mà. Anh đang uống máu đấy à? Không. Anh muốn kiểm tra xem nó còn tốt không. Sao má cà rồng có thể làm bác sĩ được vậy? Ồ, cái này à. Chỉ là trang phục Halloween thôi. Có vấn đề gì không? Cuốn của em đang bị ho. Em ổn mà, nó sẽ tự hết thôi. Đừng lo, anh sẽ chữa trị cho em ấy. Được thôi, vậy em sẽ quay lại sau. Em sợ bệnh viện lắm. Khi nào xong anh sẽ cho em biết nha. Cảm ơn anh. Cùng chữa cho em nha. Có đau không ạ? Không, em sẽ ngủ suốt quá trình. Chờ đã, mình là bác sĩ thú y, mình chữa trị cho động vật. Vấn đề đây rồi. Dơ quá đi. Lấy dịch nhầy ra thôi. Và chữa trị chúng. Hoạt động lại rồi. Anh chữa cho em rồi. Em sẽ không ho nữa đâu. Giờ em thở được rồi. Cảm ơn anh nhiều. Anh giúp được bé chó của em chưa? Dĩ nhiên rồi, anh là chuyên gia mà. Em khỏe hoàn toàn rồi. Anh đỉnh quá đi. Cái này cho anh nè. Còn cái này em tìm thấy bên ngoài. Cảm ơn em. Quả trứng khổng lồ thế. Có người ở trong. Ước gì mình có thể ăn họ. Kiểm tra nó nào. Mình không thể nghĩ ra đây là con vật gì. Giúp mình phá vụ này nha. Bình luận bên dưới con vật gì ở trong quả trứng nha. Em làm anh sợ đấy. Em thấy bất ngờ vì má cà rồng lại sợ thỏ. Em gặp vấn đề gì? Em không thể chạy vì chân bị thương. Để anh kiểm tra nha. Đừng nói là em cần phẫu thuật nha. Anh phải làm vậy. Chân em gãy rồi. Tin tốt là nó sẽ lành chỉ trong vài phút thôi. Tuyệt quá. Cái này sẽ ngăn em nhìn trộm. Còn cái này sẽ đảm bảo em không bị đau. Được ạ. Thêm một chút phép thuật. Chỉ là một vết rạn bình thường thôi. Anh sẽ chữa nó ngay lập tức. Còn bao lâu nữa ạ? Một phút nữa thôi. Ta có thể đưa nó trở lại bình thường. Xong chưa ạ? Sắp rồi. Giờ thì uốn chân vài lần nha. Một mũi nữa thôi. Tuyệt. Em không cảm thấy gì luôn. Cảm ơn anh. Mình đã kiếm được khá nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh chữa cho mọi loài thú đúng không ạ? Phải, chim, mèo, loài gặm nhấm. Cứ kể tên đi. May quá đi. Vì em gặp vấn đề này. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Em lỡ ăn đồ ăn của cá. Và kết cục khá tồi tệ. Em không được ăn cái đó đâu. Cuốn chỉ được ăn đồ ăn cho cuốn thôi. Em hứa sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Em sẽ cẩn thận với đồ ăn hơn. Không sao, anh chữa được mà. Đi chỗ khác đi, em không muốn ở đây đâu. Được rồi, em sẽ quay lại ngay. Ca này đòi hỏi phương pháp khác thường một chút. Ý anh là không có đường quay lại ạ? Không, chỉ cần một chút kỹ năng và phép thuật thôi. Anh đã thử bao giờ chưa? Anh chưa, may mắn là nó khá dễ. Chúng ta sẽ dùng nửa này. Lấy phần thừa đi. Và thêm phần còn thiếu vào. Một chiêu cuối cùng. Anh quả là có bàn tay ma thuật. Lần thứ 10 trong ngày chứ mấy. Anh có cách nào chữa răng cho em không? Để anh xem qua nha. Đừng lo, răng vẫn ổn. Anh đã làm được. Cuốn của em đã khỏe rồi nè. Nếu bệnh tái phát, anh sẽ cho em mã giảm giá. Anh tốt bụng quá đi. Em sẽ cố gắng giữ bé cuốn của em tránh xa đồ ăn không tốt. Giúp với. Chân bé cuốn của em rớt ra rồi. Chân rớt ra à? Không thể lãng phí thời gian nữa. Chúng ta cần thuốc mê. găng tay, dụng cụ, băng gạc, máy khử sung tim và cà phê. Cho anh xem bé cuốn đi. Em ấy đây nè. Đó là đồ chơi. Phải, ba mẹ không cho em nuôi cuốn thật. Anh chỉ khám cho thú thật thôi. Vậy Cooper của em sẽ không có chân. Sao cũng được. Anh chữa cho con cuốn thật của em. Đừng khóc nữa nha. Thật hả? Đây sẽ là màn hồi phục nhanh nhất của thú cưng đồ chơi. Xong rồi. Cảm ơn. Anh là bác sĩ thú y đỉnh nhất. Có chuyện gì vậy? Sao mình ngứa ngáy thế? Là bé thỏ của em. Em không liên quan gì hết. Em có thể muốn ra ngoài đấy. Bệnh này dễ lây lan. Dễ lây lan? Em sẽ quay lại sau. Có khả năng nào tự nó hết không ạ? Cùng tìm hiểu nha. À, một đối thủ. Chỉ mình mới được hút máu. Anh uống máu à? Đùa thôi, dù sao thì đây là lý do em bị ngứa đó. Cái này sẽ giúp ích. Đã có vòng cổ, thuốc chống côn trùng và bàn chải lông. Wow, chúng ở khắp mọi nơi. Chải hoài không hết. Anh sẽ loại bỏ tất cả trong một lần. Trong một lần? Không thể nào. Anh có cách này. Cái này chắc chắn sẽ hiệu quả. Này đồ ký sinh trùng, thấy túi đầy ắp máu này thế nào? Tuyệt vời, mình uống trước. Không, mình uống, để một ít cho mình nữa. Yeah, mình tự do rồi. Bị kỳ quá à, mình cũng không thích nữa. Có gì đó sai sai. Quả nhiên. Chúng ta bị lừa rồi. À, sao anh có thể? Khá hơn rồi chứ. Rồi ạ, anh bác sĩ rất giỏi. Chúng sẽ không quấy rầy em nữa đâu. Em không biết cảm ơn sao cho đủ. Wow. Tới giờ ăn trưa rồi. Mèo của em sắp sinh rồi. Em cần bác sĩ thú y. Mọi người đâu cả rồi? Này, em cần một bác sĩ. Connie, nó bắt đầu rồi nè. Chờ chút, chị sẽ đưa em tới bệnh viện khác ngay. Có ai là bác sĩ không? Mèo của em lâm bồn rồi. Bác sĩ đâu rồi? Đây nè, đừng lo mà. Em đang ở bệnh viện thú y bậc nhất rồi đó. Hình như tới lúc mất rồi. Để xem bé mèo nào. Trời ơi, nhiều mèo quá. Có hai bé sinh đôi đó nha. Bình tĩnh và chú ý việc thở nào. Dạ. Không có phải nói em đâu. Đừng có vậy chứ. Quá trình lâm bồn diễn ra rất tốt. Các bé đáng yêu ơi. Nữa nè. What? Chà. Nữa sao? Hết rồi ạ. Mẹ và các bé mèo cần phải chăm sóc sau sinh. Chị ẵm các em sau nha. Cô với, mèo của em bị bệnh rồi ạ. Em mệt quá đi. Mình sẽ chữa cho bé ngay đây. Lạnh quá. Xem nhịp tim nào. Chúng em đang chơi thì bé lại bị đau. Em mệt lả rồi. Em ngủ tí rồi chúng mình chơi sau nha. Ráng tỉnh táo tí nào. Cứu thêm mèo mới ạ. Phải giành lại nhịp tim cho bé nào. Mèo của em. Chị không phải là người hay bỏ cuộc đâu à nha. Không cứu được hay sao ạ? Chúng mình cần adrenaline. Ồ không, hết rồi sao? Hãy ấn nút thích để chúng mình có thể cứu lấy bé mèo nha. Chúng mình rất cần các nút thích. Làm ơn hãy cứu lấy bé mèo của mình với. Nhanh lên nào, chúng mình hết thời gian rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Em sẵn sàng chơi rồi nè. Mình chóng mặt quá. Để khỏe hơn, em phải uống vitamin nha. Dạ. Sẽ tốn 20 phút lận đó. Em vẫn chưa thấy khỏe lắm. Mình biết vấn đề ở đâu rồi. Có chữa được không ạ? Được chứ. Yêu ơi, cái gì vậy? Không phải của em mà nha. Ve bọ đó, dễ lây lắm đó nha. Ký sinh không được phép tồn tại ở đây. Đây, cứ chảy đi nha. Ve bọ sẽ biến mất thôi. Mình cảm giác như biến thành một loài khác vậy. Phải điều trị lông để chúng không thể quay lại nữa nha. Dạ vâng ạ. Cứ làm như vậy mỗi lần 1 tháng để mèo không bị cắn nữa. Cảm ơn cô nhiều ạ. Chị đúng là một bác sĩ tuyệt vời. Mình sẽ không đủ tiền để thực hiện ước mơ mất thôi. Wow. Pha giùm ly cà phê và chăm sóc cho bé chuột của mình nha. Có tiếng gì kỳ lạ lắm. Ok, nữ doanh nhân ơi. Nói cái gì vậy hả trời? Hả? Nè, nó đâu rồi? Cùng xem chúng mình làm gì được nào. Rồi giống đồ ăn dữ chưa? Mình cùng điều trị nha. Xin lỗi. Từ lúc em nói là cứ như vậy mãi thôi. Em không được ăn mấy thứ như vậy. Chuột Lan hư. Em không có hư. Chị chủ không có cho em ăn gì hết. Ừ, thật á hả? Đổi nha. Yêu ơi, rác đó hả trời? Hẹn nhau ở tòa nha. Em phải quan sát xem là thú cưng của chị ăn đã. Đúng thế, và nhớ cho ăn đúng giờ nha. Ý em nói chị đó hả? Chỉ là bận quá mà thôi. Quên cái ăn luôn. Đây là danh sách đồ ăn cho chuột. Càng nhiều càng tốt. Hả? Ok. Nếu còn tái phạm, em báo cảnh sát đó nha. Như chị đã biết rồi đó. Chị nợ em $1000 lận đó nha. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Chị hứa mà. Giúp em với. Nói rõ hơn xem nào. Cái thứ màu xanh này nè. Bé này nhẹ nhất trong các ca đó. Em cố bắt ra nhưng mà bị cắn mất. Tệ quá nhỉ. Không sao, em làm bằng nhựa mà. Sao cho nhiều cỏ vào bé cuốn thế này? Bé khó chịu đó nha. Em nói rồi mà bé có nghe đâu. Chị chữa cho em nha. Hoan hô, tự do rồi. Vòng cổ và dây, vậy thôi nha. Hiểu rồi. Bác sĩ kiêm luôn nhà thiết kế luôn sao? Xin chào, mình giúp gì được nào? Xin lỗi, chị ghé qua chỗ của em được không ạ? Em gặp rắc rối rồi. Đến liền. Rồi, là chỗ này. Là Summer nè. Cảm ơn chị đã đến. Không. Không có được nhai dây điện nha. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà răng to thì phải làm sao ạ? Nhai cây cỏ nè. Được hơn đó. Cảm ơn chị Summer. Nhưng mà em nghèo lắm. Trong trường hợp này, chị sẽ lấy cái đèn này nha. Cái này đáng giá hơn cả miếng gỗ mình đưa cho bé đó luôn đó. Em đói hả? Dạ, em đói quá đi. Đây, em cần cái này hơn chị đó. Cảm ơn ạ. Em cù lét chị đó hả? Chị nên dậy đi chứ. Em có lịch lúc 12 giờ mà. Đúng rồi nhỉ. Có chuyện gì nào? Kiểu như là ai cũng có bạn trai hết rồi. Nhưng em thì chưa. Ồ, em phải đi gặp nhà trị liệu thôi. Có khách nè. Summer, chị có đang muốn đi dạo không? Ừ, rồi, chị để em lại nha. Có chuyện gì thế? Em không có bạn trai. Rồi sẽ gặp một chàng trai tốt sớm thôi. Chắc là không đâu ạ. Anh nói rồi, rồi em sẽ gặp được người đó thôi. Đây. Cười lên cái nào. Cái nữa nha. Có chuyện gì thế? Anh tin rằng người yêu của em ở ngay bên góc này mà thôi. Hình như anh chưa muốn đi vào phòng nhỉ? Đây là phòng làm việc của chị. Và đây là phòng điều trị tâm lý. Vào chào đi. Hai. Cô gì đó ơi, cô có muốn hẹn hò với mình không? Em đồng ý. Chị biết tìm em ở đâu rồi đó. Hả? Đúng rồi. Bạn có phải là bác sĩ không? Không nên lỡ một giây phút nào nữa. Để mình giúp. Nhưng không biết phải làm sao hết. Đeo máy thở vào đi. Được rồi. Không phải đeo vào mũi của anh. Cho bé cuốn kia kìa. Không có nhịp tim. Không cứu được sao? Lại nào. Không được. Thử lại. Vào. Không cứu được nữa đâu. Chiếc máy này bị hư rồi. Được rồi. Tháo ra thôi. Là cuốn giả hả? Do chưa có dịp để nói mà. Cố tình sao? Mình bị dị ứng với chó đó. Đối với mình Cooper là cuốn thảy. Chỉ tiếc là bé không có tai. Rồi, để mình gắn tai lại cho. Nhưng mà chi phí đắt lắm đó. Đồng ý. Đưa tay ra đây. Ồ, được. Đây nè. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ thú y định nhất từ trước đến giờ. Chỉ làm việc của mình thôi. Ăn mừng thôi nào. Việc mình muốn hàng mong ước được làm. Cuối cùng cũng đến giờ ăn rồi. Mình sẽ gọi Kylie. Lúc nào cũng quên ăn trưa cả. Kylie ơi, ăn bánh sandwich mà chị làm không? Để em chải lông cho mèo xong rồi em ăn nha. Hiểu rồi. Được rồi, cứ làm đi nha. Bé mèo ơi, em đâu rồi? Wow, Wow, chị hả? Em là nguyên do bé mèo bị quấn keo tùm lum nè. Lấy mấy thứ đó ra giùm em với. Hiểu rồi. Đừng có cửa quậy nữa. Hay là muốn chị tiêm cho một phát? Không ạ. Còn một cái nữa. Cứ tưởng sẽ dính mãi trên người em chứ. Chị xin lỗi đã làm em buồn nha. Cho bé ăn rồi làm hòa đi nào. Ăn thôi. Thì ra đây là người phá văn phòng của mình. Là cuốn của mình, xin lỗi. Ngồi xuống đi. Chào. Có chuyện gì vậy hả? Em không thể không ăn được. Xem nè. Đồ ăn đâu? Đây. Nếu bạn hỏi mình thì vấn đề này là một câu chuyện khác. Lại đây nào. Kiểm tra mắt của em nha. Em thấy gì nào? Quả bóng ạ. Rồi, cái gì đây? Que gỗ. Bác sĩ ơi, là sao ạ? Hình như là vụ này căng hơn mình nghĩ. Có gì đây? Cái này là mèo. Lại đây nào. Cái này bị vĩnh viễn thôi sao? Mắt chữa được. Giờ em thấy được rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Cứu mèo em với. Được chứ, bình tĩnh nào. Mèo đâu? Em không biết. Bé bị mất tích rồi. Chắc là mình ra được rồi. Cá nhìn ghê quá đi. Nè, đằng ấy chuẩn bị ăn đấm chưa? Bắt được mình đi rồi tính. Bắt được rồi. Tiếng động gì vậy? Thôi đi. Tội nghiệp. Dễ thương quá. Tội quá à. Bé đang khóc lóc cầu cứu kìa. Ôi không. Nói thật nha, mình thích làm bác sĩ lắm. Để bọn này lo cho. Hơi thở yếu. Không được. Bé không chịu uống nước. Tránh ra đi. Hả? Các bạn ơi, mình cần thêm năng lượng. Hãy ấn nút like để cứu bé mèo nha. Rồi. Lần nữa. Rồi. Mình bị gì đây? Mình sẽ không bỏ cuộc. Mong là sẽ có công dụng. Ngon quá. Cảm ơn. Yeah. Thành công rồi. Mình bắt được trên camera rồi. Ngoan lắm. Chưa xong đâu. Mình phải giúp bé hồi phục hoàn toàn. Tên của bé là gì? Mình không biết nữa. Các bạn, Trai nên đặt tên bé mèo là gì? Hãy bình luận bên dưới nha. Eww. Phải dạy bé cách đi ngoài đúng thôi. Có thể dùng nhà vệ sinh công cộng mà. Không đời nào. Mèo của mình phải có thứ tốt nhất. Mẹ cần con, về nhanh. Sai thời điểm quá, mình phải đi đây. Hai tên lười kia, nhớ chăm bé mèo đó nha. Không thành vấn đề. Nhân tiện mình cũng có thể quay video. Nếu bé mèo gặp chuyện thì hai người sẽ phải dọn chuồng đến hết đời. Chắc mình phải vệ sinh thôi. Nhỏ vậy bà hôi quá đi. Khốt, cậu nợ mình nha. Đến lúc làm nên tên tuổi rồi. Phải chăm sóc dung mạo, trang điểm thôi. Phải làm cho bé xinh lên. Thật ra cũng thích đó. Tai dơ quá đi. Đây. Hài quá đi. Cậu làm sao vậy? Không có gì, đừng lo. Xong rồi sao? Còn một nơi. Định làm gì đệm chân của tôi đó? Lotion làm cho đệm chân mềm hơn. Mèo mèo mèo. Ảo, mình cũng nói chuyện được với động vật nha. Lần sau làm tiếp thôi. Hình như bé thích lắm. Lại được thêm một mảng nữa. Có gì hơi thiếu. Mình có học qua cách trang trí vòng cổ đơn giản. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện. Nhìn xinh xắn đó. Yeah, thêm một cái nữa. Bé đã rực rỡ sẵn sàng cho buổi chụp rồi. Bé mèo đâu rồi? Connie, xem tôi đang làm đây. Cẩn thận. Bé làm anh chị sợ đó nha. Phải làm nhà cho bé mèo thôi. Ý hay đó. Chà. Không tệ. Cái đó không cần đâu. Chào mừng. Hơn một bậc so với nhà cũ của mình. Bé cứ đi tắm. Chào người xem đi. Nếu bé mèo thích leo trèo thì sẽ thích cái này. Hai người cũng biết cách vui chơi đó nha. Đây. Công việc của mình mà. Cậu ngán được mình quay phim rồi. Trey đâu có bỏ bé lại đây về chuyện này. Bé mèo thích làm ngôi sao. Cậu làm sao biết chứ? Mình cũng nói chuyện được với động vật đó nha. Mèo mèo mèo. Hỏi bé đi. Bé có muốn thành ngôi sao không? Hay được chơi. Yeah. Thôi, mình chơi vậy. Không. Bình tĩnh. Nói rõ em muốn gì đi. Ăn. Sao không nói sớm chứ? Cái này cũng đủ no một lúc nè. Bé mèo đang đói bụng thôi. Ngon quá. Ăn khỏe thật đó. Chúc ngon miệng. Ngôi sao muốn gì cũng được. Mình thích tên này. Cậu điên à? Không được đâu. Bé còn đói mà. Mèo con không biết dừng ăn. Bé ăn nhiều quá có thể bị bệnh đó. Rồi sau đó Trey sẽ thủ tiêu mình. Cậu phải làm khẩu phần ăn. Giữ dáng cũng là một ý hay đó nha. Không tin hữu ích cho trang của mình. Lại gần bé mèo rồi nói trước máy quay đi. Bé chạy đi rồi. chờ chút. Bắt lấy. Sao vội vậy? Chỉ ma cà rồng mới được vào. Mình cần tìm bé mèo. Không. Làm ơn. Bọn này cùng nhau tới. Mau tránh đường đi. Sao lúc nào cũng là mình? Về rồi. Courtney, chơi vui quá. Đúng đó, nhưng không được làm như vậy nữa. Cậu bị sao vậy? Để mình cho cậu xem. Mình rất sợ vì đã bị biến thành ma cà rồng. Nhưng bé mèo đáng yêu quá. Bọn mình nhảy vui vẻ với nhau. Làm sao cậu biến lại thành người? Cũng đâu phải là lần đầu. Có khách hàng kìa. Nhưng... Xin chào. Này. Không vui đâu. Cậu cần gì? Đợi tôi một chút nha. Chơi đi. Cái này thì vui đó nha. Hư quá đi. Đồ chơi mới. Cho mình xin lỗi. Andy, cậu không được cho bé mèo chơi với Thiên. Nhưng mà bé tự ra đòn đó chứ. Phải đổi sự chú ý của bé mèo thôi. Găng tay làm đồ chơi cũng xịn đó nha. Đồ chơi mới tinh. Thích quá đi. Xem kìa, lại thêm một mạng nữa. Mình thấy mà. Thấy món này như nào? Không. Đồ chơi giảm giá mà. Tiêu mình rồi. Đúng đó, chúc may mắn. Rất vui đã từng làm việc cùng cậu. Không. Giỡn thôi. Cái này chữa cháy dễ mà. Nâng cấp cho nó thôi. Còn tốt hơn lúc trước. Mình thích tất cả đồ chơi. Mình đợi cậu lần này. Yummy. Nhà mới đẹp thật đó. Cảm ơn nhiều. Bé nói cảm ơn kìa. Tụi mình mới phải cảm ơn vì quay được video hay chứ. Mèo con là đáng yêu nhất. Đúng đó. Hình như bé đang ngủ. Không được đánh thức bé. Làm sao mình làm việc đây? Mình có ý này nè. Được đó chứ. Có 9 mạng rồi. Thành công rồi. Connie, Andy, mình cần giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Cậu đi đâu về vậy? Mình từ địa ngục trở về đó. Mình sắp tèo nhiều lần lắm. Mình đi hết nửa vòng trái đất chỉ với một mục đích duy nhất. Tìm bé mèo này nè. Bé mèo này. Hả? Bé mèo của mình. Đáng yêu quá à. Jay, mình được thuê để đưa bé về nhà. Không, bé là của mình. Mình cứu bé mà. Cậu tốt bụng lắm. Nhưng chủ bé mèo đang đợi đó. Cậu ta phải tìm thú cưng mới thôi. Nếu bé mèo của cậu mất tích thì sao? Jay có nên trả lại bé mèo không? Hãy bình luận bên dưới nha. Mình đã trải qua chuyện này một lần rồi, nhớ không? Trong Halloween đó. Hãy tiếp tục theo dõi để biết Jay quyết định làm gì. Xin lỗi, tiếp tục đi. Ồ, đương nhiên rồi. Sao người ta lại bỏ rơi một em bé dễ thương như vậy chứ? Kiểm tra bé mèo này đi. Giữ bé lại nha. Yeah! Cả thế giới của em, anh tốt nhất trên đời luôn. Anh đã được mời đến TikTok House rồi. Nhưng mà anh phải giúp em cái đã. Chúng ta sẽ tìm cách khác vậy. Không. Đúng rồi, sếp có thể giúp cho mình được. Chúng ta phải cứu bé mèo này. Ta sẽ cho người giúp đỡ bạn. Ồ, một cô gái. Bạn đến đây để lấy kẹo hả? Mình được sếp cử tới đây. Mình tên là Jay. Tuyệt quá. Còn mình là Connie. Tụi mình phải giữ bé mèo này và chúng ta phải tìm chủ mới cho nó. Bé sẽ ở lại với chúng ta. Vậy bé sẽ ở chỗ nào đây? Chung với hamster hả? Mau đi con. Mình sẽ xây nhà cho bé. Vậy bạn định dùng cái gì để xây đây? Hả? Rồi sẽ có một ngôi nhà tuyệt hảo. Để coi ai sẽ làm nhanh hơn nha. Mình chắc cú sẽ có rất nhiều người muốn nhận nuôi bé mèo dễ thương như thế này. Không cần đến cái này đâu. Mình ổn mà, mình ổn. Meow. Thật qua đây. TikTok, 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 TikTok. Có em không? Meow. Bộ dạng gớm quá đi. Mình nói bạn đó. Nè Connie. Là Connie nha. Ý tôi là vậy đó. Bạn có muốn kẻ xấu xa này giữ bé mèo lại không? Có, muốn chứ. Hãy để ý cuộc sống của cô ta. Cô ta đã từng bị ám ảnh mấy trò đùa Halloween rồi. Có thật không? Nói xạo làm cái gì? Sao bạn cười nguy hiểm quá vậy? Thôi kệ đi. Làm như vậy cô ta sẽ rất thích và sẽ giữ nó lại. Mình nợ bạn nha, Kenny. Tôi là Khép. Sao cũng được. Anh sẽ bị hớp hồn với mấy bộ đồ lông này. Mấy trò náo nhiệt này làm cô ta buồn ngủ hả ta? Dậy đi chú lười ơi. Mình gặp ác mộng ghê quá. Sao mình nằm trên sàn hay vậy? Nơi đây sẽ là phòng ngủ của chúng ta. Thích không nè bé ơi? Thích lắm luôn. Em rất may mắn khi gặp được chị. Ráng tận hưởng lúc nào hay lúc đó đi. Muốn nuôi bé mèo không nè? Có bọ chét đó. Ngày mới vui vẻ nha. Còn cái này thì sao? Cái này chắc ok nè. Đẹp đó. em muốn mua váy cho Cuốn. Nhưng mà em còn có 2 đô à. Xin lỗi, nhiêu đây không đủ đâu cưng à. Lại đây có cách nè. Chắc sẽ hay ho lắm đây. Cảm ơn. Tới lúc nào cũng được. Tuyệt vời, giỏi lắm. Sao mình nhớ Connie và bé bé cưng quá đi. Không biết mọi người đang làm gì nhỉ?